Kính chào quý vị và các bạn đến với vấn đề hôm nay. Đầu năm học mới thì các phụ huynh lại phải tất bật lo toan bởi hàng chục khoản chi tiêu cho việc học của con. Từ học phí, sách vở, áo, quần, đóng góp các loại quỹ, nhiều khi ngốn hàng triệu và thậm chí là hàng chục triệu của một gia đình. Trong đó có nhiều khoản phí, nhiều khoản thu mang danh là tự nguyện, thế nhưng mà lại thu sai quy định đã trở thành nỗi bức xúc âm ỉ của nhiều phụ huynh. Từ đầu năm học mới đến nay thì đã có nhiều vụ việc lạm thu bị phát hiện. Một số hiệu trưởng, rồi giáo viên chủ nhiệm đã bị nhắc nhở và phải hoàn trả lại các khoản thu sai. Ban đại diện lớp 1/2 của trường tiểu học Hồng Hà, thành phố Hồ Chí Minh thu quỹ lớp 310 triệu đồng, bình quân 10 triệu đồng trên một học sinh. Trong đó, ngay tháng đầu tiên đã chi hơn 250 triệu đồng, gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, hình ảnh danh sách các khoản dự chi kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì được lan truyền. Đáng chú ý, danh sách có hàng chục khoản thu lạ với dự kiến thu chi vượt quá 500 triệu đồng. Lạm thu không chỉ diễn ra ở các thành phố lớn. Đầu tháng 9 năm 2023, mạng xã hội xôn xao hình ảnh thống kê các khoản phụ huynh học sinh của trường trung học phổ thông Thanh Miện 3 Hải Dương phải đóng đầu năm học lên tới 8,7 triệu đồng. Những vụ việc được phản ánh như vết dầu loang. Làn sóng phụ huynh tố lạm thu đầu năm đến nay vẫn chưa dừng lại. Từ năm 2011 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 55 về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó thì có quy định các khoản mà không được thu, bao gồm bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường, mua và sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, lớp học hoặc là mua cho cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình của nhà trường. Vâng, đây là những khoản không được phép thu. Thưa Phó Giáo sư Chu Cẩm Thơ ạ, việc lạm thu đầu năm học thì không phải là vấn đề mới, nhưng mà câu hỏi tại sao năm nào nó cũng lặp lại? Vâng, có rất nhiều lý do dẫn đến cái điều này, nhưng mà về thực tế thì hầu hết các nhà trường đều đang phải đối mặt với chuyện là các cái điều kiện để triển khai việc dạy và học đang chưa được đáp ứng đầy đủ. Do đó thì rất nhiều các nhà trường đã phải dựa vào một phần rất là quan trọng, đó là cái nguồn huy động từ xã hội hóa. Trong đó thì có cái việc là thu của mỗi gia đình, mỗi phụ huynh hay là tự nguyện của các học sinh để bù đắp vào cái điều này. Chúng tôi có nói tới thông tư 55, thế nhưng mà như chị có nói là cũng là để cho tháo gỡ cho các trường. Thì năm 2018 thì có một cái thông tư 16 của Bộ Giáo dục thì có quy định về việc là các trường được phép nhận tài trợ, nhưng mà sẽ phải có đề án rồi được sở hoặc là phòng giáo dục phê duyệt. Thế thì chúng ta hiểu là về bản chất những cái khoản mà thu quỹ đầu năm của phụ huynh thì có được coi là khoản tài trợ của nhà trường không và phải tuân thủ cái thông tư này không ạ? Vâng, chúng ta nên phân biệt là cái việc thu quỹ học sinh thì sẽ phụ thuộc, sẽ được dùng để cho những cái việc gì. Ví dụ những cái việc mà liên quan đến việc là nâng cấp cái cơ sở vật chất ở các trường học hoặc là cùng với nhà trường để trang bị những cái phương tiện dạy học thì chúng ta có thể coi đó là một cái khoản tài trợ. Nhưng nếu rất nhiều cái nguồn thu khác mà lại không phụ để dùng cho cái việc này thì không thể được coi là khoản tài trợ được. Và chúng tôi cũng thừa nhận rằng là trong nghiên cứu của mình ấy, thì cái khái niệm tài trợ mà chúng ta nói đây thì cũng chưa được các bên liên quan hiểu cho đúng. Vấn đề khó ở đây là tất cả những, hầu như những khoản thu này nó đều là thông qua ban phụ huynh chứ lại không phải nhà trường trực tiếp thu, cho nên là cái vấn đề là quy trách nhiệm như thế nào không phải là đơn giản. Thế thì trong những cái vụ việc đầu năm vừa qua thì rất nhiều hiệu trưởng rồi giáo viên nói rằng là không biết gì về những khoản thu này của phụ huynh. Thế thì theo chị thì nhà trường liệu có thể nói là không có trách nhiệm với các cái khoản thu này, với những cái sự việc này không? Việc mà để cho cái ban phụ huynh thực hiện những cái hoạt động nó không đúng với những cái hoạt động mà nhà trường mong muốn thì cũng thuộc về trách nhiệm của nhà trường. Vì lý do rằng là chúng ta có cái trách nhiệm thu hút cái sự tham gia này, minh bạch hóa cái sự tham gia này và định hướng cái sự tham gia này để có cái sự đồng thuận trong cái việc là thực hiện cái kế hoạch giáo dục của nhà trường hướng tới cái sự phát triển của các học sinh và tạo ra cái môi trường giáo dục cho các em được tốt, chứ không phải là chúng ta sẽ đứng ngoài cuộc với cái hoạt động của ban phụ huynh. Dạ vâng. Bên cạnh các thông tư của Bộ Giáo dục thì rất nhiều địa phương cũng đã ban hành những cái quy định đầu năm học để mà ngăn chặn nạn lạm thu. Chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh thì có ra văn bản liệt kê 26 khoản được phép thu, hay là Hà Nội thì quy định rõ 7 khoản mà ban phụ huynh không được thu. Quy định thì không thiếu, thế nhưng mà việc thực hiện thế nào lại phụ thuộc rất lớn vào ý thức tự giác của các trường cũng như là của ban phụ huynh. Xã hội hóa là cái việc cần làm.
nhưng phải xã hội hóa thế nào, đảm bảo được theo đúng cái sự tinh thần tự nguyện, tuyệt đối không được mang tính cờ bạc. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có những cái cuộc họp với hiệu trưởng đầu năm, bằng tôi quán xuyến rất chặt chẽ chỗ này. Dứt điểm các đồng chí tổ chức hoạt động xã hội hóa đó thì phải được bàn và cụ thể, và trên tinh thần là hết sức tự nguyện. Phụ huynh là có nhu cầu nào, có điều kiện nào thì hỗ trợ, còn nếu không được thì chúng ta lại phải tính tiếp vào những thời điểm tiếp sau, chứ không có cái chuyện là như vậy là mang tính cờ bạc. Cái việc quản lý thu chi này thì hàng năm là đều được Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy quan tâm đặt lên hàng đầu, đều có tham mưu Ủy ban quận ra những cái văn bản chỉ đạo ngay từ đầu năm học. Thế và đồng thời là phối hợp với Phòng Tài chính, chúng tôi đều có cái kiểm tra rà soát của các nhà trường, và chúng tôi kiên quyết xử lý những cái trường hợp nào lạm thu ở trong các nhà trường. Đây là các trường rồi các địa phương mà đã thực hiện đúng theo cái quy trình như chúng ta nói của thông tư 16. Tuy nhiên thì có một thực tế là những cái vụ việc mà chúng ta phát hiện ra là sai phạm từ đầu năm đến giờ ấy, thì về mặt quy trình cũng không sai. Các phụ huynh cũng đều ký vào một cái tờ là tự nguyện. Thế nhưng có vấn đề là có những phụ huynh nói rằng là thực ra họ không đồng ý cũng không được, bởi vì là nếu như họ không đồng ý thì họ là thiểu số trong lớp phụ huynh đó, và họ sẽ phải tặc lưỡi đi theo số đông. Thì từ nghiên cứu của các chị có thấy rằng đây là một vấn đề? Chúng ta vẫn đang tư duy là cái việc đó là các phụ huynh cần chứ không phải là nhà trường cần. Trong khi đó, trong nghiên cứu của chúng tôi thì tất cả các cái gì đảm bảo chất lượng trường học thì phải xuất phát từ nhà trường cần, và nhà trường phải chịu trách nhiệm về cái sự cần này của mình. Cái điều thứ hai đó là làm thế nào để chúng ta tạo sự đồng thuận. Khi chúng ta biết rõ cái điều chúng ta cần và chúng ta chia sẻ được với các phụ huynh rằng là đây là những điều kiện rất là quan trọng để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, giúp nhà trường có thể thực hiện được những cái trách nhiệm giáo dục của mình, thì chúng ta phải làm cho các phụ huynh tham gia với cái tư cách là những người ủng hộ và những người chia sẻ. Do một cái thói quen nào đó thì các ban phụ huynh gánh vác cái trách nhiệm của mình, và cái sự gánh vác này thì hầu hết là sẽ là một cái gì đó để hỗ trợ cho trường học, mà quên mất cái việc là một cái cơ quan để tập hợp các phụ huynh đồng hành cùng với nhà trường, chia sẻ với các nhà trường khi mà tham gia các hoạt động giáo dục. Và hầu hết những người trong ban phụ huynh của chúng ta thì có thể là tinh thần tự nguyện nhưng chưa chắc là đã thông suốt cái chuyện này, cho nên cái cách làm của chúng ta là chưa hợp lý. Thưa chị, là nếu mà chúng ta nói về cái quy trình thực hiện theo thông tư 16 thì thực ra nó rất là rõ ràng. Các trường phải nêu nhu cầu của mình, lập đề án rồi phòng và sở duyệt, sau đó thì kêu gọi sự đóng góp của phụ huynh. Nhưng mà trên thực tế mà triển khai, chị thấy rằng là việc thực hiện thông tư này nó có thực sự là sát với thực tế hay chưa, hay là nhà trường có thể nên, hay là chúng ta nên có những cơ chế nào đấy để mà có thể là nhanh gọn hơn hay là thuận tiện hơn để cho nhà trường có thể có cái nguồn thu hợp pháp và nâng cao cái chất lượng hoạt động của mình. Việc đầu tư cho các trường học ở các địa phương đó là khác nhau. Có những địa phương thì họ sẽ chi trả trên cái số lượng học sinh, như Hà Nội chẳng hạn, thì trên độ học sinh, và cái nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động thường xuyên của các nhà trường là tương đối ổn định. Nhưng có những địa phương thì sẽ chi trên quỹ lương và sẽ áp dụng cái nguyên tắc là 20% là sẽ dùng cho cái hoạt động chi thường xuyên. Thế như vậy thì các bạn cứ hình dung là ngay cái định chế kỹ thuật để đầu tư cho các nhà trường thôi thì nó đã rất khác nhau ở các từng địa phương rồi. Và bây giờ thì chúng ta quay lại là thực hiện một cái thông tư huy động cái nguồn tài trợ cho các trường học thì nó dễ hay là khó? Thì nó có cái khó ở đây là như thế này. Thứ nhất là thông tư thì có quy định về mặt pháp luật, thế nhưng nó lại chưa tương thích với lại cái thể chế kỹ thuật đầu tư ở địa phương như tôi vừa mô tả. Và như vậy thì các cái trường ở những cái địa phương khác nhau đang thực hiện cái nguồn ngân sách khác nhau thì sẽ cảm thấy là mình có một cái chút mắc nào đó mà không có được ai hướng dẫn, không có một cái văn bản nào đi kèm với cái điều này. Cái thứ hai là trong các cái công việc của các trường học thì hiện nay chúng ta cái định mức lao động công việc rồi chỉ vị trí việc làm ấy là chúng ta đang thiếu, đang khuyết những cái vị trí rất là quan trọng. Trong đó những cái vị trí mà liên quan đến quản trị, về cơ sở vật chất, về điều kiện giảng dạy và phát triển nguồn nhân lực. Thế thì trong đó thì khi mà chúng ta khuyết những cái phần năng lực này thì dẫn đến là cái mặt quản trị của nhà trường của chúng ta nó sẽ không đầy đủ. Và vì thế thì huy động nguồn lực như thế nào, hoặc là hiểu cho đúng là cái tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, về phát triển nhân lực, về điều kiện kỹ thuật, chúng ta cũng chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Và tôi có các nghiên cứu chỉ ra rằng đấy là một cái phần khuyết rất là quan trọng trong quản trị trường học. Và cộng với lại cái nguồn đầu tư nó đang chưa được tốt cho giáo dục, thì những vấn đề này nếu như không được khắc phục thì có lẽ là thời gian tới thì cứ năm nào chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cái chuyện này.
Giống như ở Việt Nam thì nhiều trường học trên thế giới cũng thành lập hội phụ huynh với giáo viên, với sự tham gia của tất cả các phụ huynh hoặc là người giám hộ và phía nhà trường. Thông thường thì sẽ có một cái ủy ban điều hành gồm có đại diện của cả hai phía và họ cũng có quỹ của hội. Vậy thì những quỹ này vận hành như thế nào? Chúng ta hãy cùng tham khảo. Giống như bất kỳ hội nào, hội phụ huynh cũng cần có kinh phí để hoạt động. Tại Mỹ, hội hoạt động bằng cách kêu gọi mọi người tham gia đóng phí hoặc gây quỹ. Điều đáng nói là số tiền đóng phí rất thấp so với thu nhập trung bình của người dân. Chẳng hạn như với học sinh tiểu học, tiền đóng quỹ khoảng 10 đô la Mỹ mỗi người một năm. Khoản tiền này tương đương với 2 khẩu phần ăn tại cửa hàng ăn nhanh. Vì tiền thu phí rất thấp, nên các hội phụ huynh thường rất sáng tạo trong việc gây quỹ bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như tổ chức ngày hội để bán đồ ăn hoặc đồ uống đã chuẩn bị sẵn. Tiền quỹ phụ huynh sẽ được chi cho các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, mua sắm thêm đồ dùng học tập hay để tổ chức tri ân giáo viên. Mặc dù khoản tiền đóng góp rất nhỏ, song các phụ huynh luôn quan tâm các khoản chi có thật sự minh bạch hay không. Trong khi đó, tại Pháp, việc đóng vào quỹ phụ huynh thường dựa trên tinh thần tự nguyện. Hàng năm vào đầu năm học, bố mẹ thường bỏ tiền vào phong bì, dán kín, viết tên con ở ngoài, rồi để gửi tới hội phụ huynh. Ngoài ra, trong năm học, hội phụ huynh thường tổ chức gây quỹ vào các ngày hội trong năm như Halloween, Noel, ngày của mẹ, Valentine. Tiền quỹ phụ huynh sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa cho học sinh như cho các con đi thăm vườn thú, bảo tàng, rạp chiếu phim. Thưa phó sư Chu Cẩm Thơ, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc nào chung trong hoạt động của các ban phụ huynh rồi quỹ phụ huynh ở các nước phát triển? Vâng, tôi không cho rằng là đó chỉ là ở các nước phát triển. Ở Việt Nam thì rất nhiều các trường học đã làm được như vậy, dựa trên hai cái nguyên tắc, một là sự tham gia và hai là sự chia sẻ trách nhiệm. Rất nhiều các trường học thì các hiệu trưởng đã được tập huấn hoặc là đã được nhận thức về điều này, nên họ đã làm rất là khéo. Chúng ta hay dùng là dùng rất là khéo. Và cái sự chia sẻ là một cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng. Kể cả một trường học mà có điều kiện vật chất tốt như thế nào, nguồn học phí như thế nào, thì người ta vẫn huy động cái sự chia sẻ này. Ở một khía cạnh nữa, chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi là vậy thì khi những nguyên tắc như chị nói nó đang bị vi phạm, như chúng ta đã thấy ở một số trường, thì cần phải giải pháp như thế nào? Thì gần đây cũng có đại biểu Quốc hội cho rằng là chưa thấy có hiệu trưởng nào bị kỷ luật cả, chỉ nhắc nhở thôi rồi lại hoàn trả lại những cái khoản thu sai. Thì liệu rằng là nó có một cái tác dụng để mà chấn chỉnh hay không, hay là chúng ta phải có những cái giải pháp mạnh hơn, kỷ luật mạnh hơn với hiệu trưởng hay là những người đứng đầu nhà trường? Vâng, nếu tham chiếu trên khung năng lực của các hiệu trưởng và tiêu chuẩn của hiệu trưởng thì rõ ràng là những người mà đang để cái việc đó xảy ra trong trường là chúng ta đã vi phạm. Và vi phạm ở mức độ nào để phải xử án hình sự hay là một kỷ luật hành chính thì sẽ là một cái cơ quan có trách nhiệm. Nếu như một cái đơn vị trường học mà chúng ta không làm tốt cái việc này thì nó sẽ để lại vết loang lớn trên toàn bộ cái bức tranh của xã hội. Và tôi vẫn mong rằng là chúng ta sẽ nhìn nhận đây là một vấn đề nghiêm trọng để chúng ta giải quyết căn cơ, đồng thời chúng ta cũng có những cái hành động để giảm thiểu những điều này, chứ không phải là chúng ta sẽ nói là vì là tiền nên chúng ta trả lại là xong. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý với cách xử lý đó. Xin cảm ơn phó giáo sư Chu Cẩm Thơ. Thưa quý vị, trong điều kiện nhà trường rồi nhà giáo ở nhiều nơi chưa hết khó khăn thì việc vận động cha mẹ học sinh chung tay góp sức để cùng chăm lo việc học tập cho trẻ em cũng không ngoài mục đích là để vun đắp cho sự nghiệp chồng người ngày càng đơm hoa kết trái hơn. Và Việt Nam thì vốn là một quốc gia rất là hiếu học, các gia đình rồi phụ huynh chưa bao giờ thiếu quyết tâm đầu tư cho giáo dục. Vấn đề là cần phải có cơ chế để những nguồn lực ấy đến được đúng chỗ. Và cho dù mà lòng nhiệt tình có cao như thế nào thì quỹ đóng góp của phụ huynh cũng không được vi phạm những nguyên tắc cao nhất, đó là nguyên tắc tự nguyện, rồi đồng thời cũng phải minh bạch và không vi phạm quy định. Hơn ai hết thì chính mỗi phụ huynh cũng phải ý thức được rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình để góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi vấn đề hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.